điều kiện và thủ tục vay tiền không thế chấp Việt Tin Banh. Không như nhiều người lo lắng, thủ tục và điều kiện vay tín chấp Việt Tin Banh dành cho các cán bộ nhân viên khá đơn giản. Chỉ cần có thu nhập ổn định trên 3 triệu đồng mỗi tháng và hoàn thiện một số yêu cầu đơn giản từ phía ngân hàng, bạn có thể dễ dàng vay nhanh chóng với số tiền lên tới 300 triệu đồng. 1. Vay tín chấp Việt Tin Banh là gì? vay tín chấp việt tin banh là một hình thức cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất việt nam mà không cần tài sản đảm bảo dựa hoàn toàn vào uy tín của cá nhân về năng lực trả nợ để phục vụ cho các mục đích vay trả góp cá nhân đó có thể là một khoản chi phí cho đám cưới du lịch hoặc mua hàng tiêu dùng là một trong bốn ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất việt nam và có nhiều chương trình liên kết hợp tác với các cơ quan trên doanh nghiệp trong và ngoài nước dịch vụ cho vay tín chấp dành cho cán bộ nhân viên của việt tin banh được rất nhiều người quan tâm Trước nhu cầu đó, Việt Tin Banh ngày càng phát triển gói sản phẩm này với những thủ tục được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và gia tăng thêm nhiều tiện ích đi kèm. Một khoản vay tín chấp thường dao động từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng với thời hạn cho vay linh hoạt từ 12 tháng đến 60 tháng. Lãi suất vay tín chấp tại ngân hàng Việt Tin Banh hiện nay chỉ từ 9,6% một tháng. Chính vì thế mà vay tín chấp tiêu dùng cán bộ nhân viên của Việt Tin Banh lựa chọn tối ưu đáp ứng các nhu cầu vay vốn nhanh chóng, thuận tiện mà không cần tài sản đảm bảo. Đặc điểm của gói vay tín chấp. Mức cho vay, tối đa 300 triệu đồng, không quá 12 lần thu nhập. Thời hạn cho vay, tối đa 60 tháng. Phương thức trả nợ, trả gốc, lãi hàng tháng. Lãi suất cho vay, áp dụng lãi suất cho vay không tài sản đảm bảo theo quy định của ngân hàng. 2. Có nên vay tín chấp Việt Tin Banh hay không? So với các hình thức vay vốn khác, thủ tục và điều kiện vay tín chấp Việt Tin Banh khá đơn giản, phù hợp với những ai đang đi làm và có nhu cầu vay vốn nhanh chóng, vì thế lý do nên vay tín chấp Việt Tin Banh vì thời hạn cho vay tùy vào kế hoạch chi tiêu của khách hàng và tối đa là 5 năm. Phương án giải ngân linh hoạt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Phương thức trả nợ trả gốc và lãi hàng tháng. Áp dụng lãi suất cho vay không tài sản đảm bảo của Việt Tin Banh và khá hấp dẫn trên thị trường. Đối tượng nhận giải ngân đa dạng khách hàng hoặc người thụ hưởng. Không yêu cầu tài sản bảo đảm, thủ tục cho vay đơn giản, dễ dàng. Thời gian giải ngân nhanh chóng chỉ từ 24 giờ đến 48 giờ. Bảo mật tuyệt đối với gia đình và cơ quan khi vay vốn tại Việt Tinh Banh. Miễn phí tư vấn và làm hồ sơ vay vốn. Bên cạnh đó, để giúp khách hàng yên tâm hơn, Việt Tin Banh cung cấp giải pháp bảo hiểm con người trong trường hợp tử vong hoặc thương tật, tàn tật do ốm đau, tai nạn, bệnh tật. Với tiện ích đi kèm này, khách hàng trong trường hợp xảy ra tình huống bảo hiểm, công ty bảo hiểm Việt Tin Banh sẽ chi trả số tiền bảo hiểm tối đa tới 300 triệu đồng khách hàng và các thành viên trong gia đình sẽ yên tâm hơn trước những rủi ro trong cuộc sống và giảm gánh nặng về tài chính trong những trường hợp không may. 3. Lãi suất và hạn mức vay tín chấp Việt Banh Lãi suất Lãi suất là một trong những vấn đề mà khách hàng quan tâm nhất khi đi vay vốn tại Việt Banh. Hiện tại, lãi suất vay tín chấp ngân hàng Việt dao Banh giao động từ 9,6% một năm. Lãi suất vay tín chấp ngân hàng của Việt Banh gồm hai hình thức chính là lãi suất trên dư nợ gốc và lãi suất trên dư nợ giảm dần lãi suất trên dư nợ gốc là hình thức được tính theo dư nợ thực tế giảm dần, theo đó lãi sẽ được tính trên số tiền bạn vay ban đầu trong suốt thời hạn vay, với công thức tổng số tiền trả hàng tháng sẽ bằng số tiền gốc cộng với số tiền lãi và số tiền phải trả mỗi tháng là giống nhau. Lãi suất trên dư nợ giảm dần là hình thức trả góp mỗi tháng được tính trên số dư nợ giảm dần, thêm vào đó lãi sẽ chỉ tính trên số tiền thực tế bạn còn nợ. Sau khi đã trừ ra phần tiền gốc bạn đã trả trong các tháng trước đó theo công thức, số tiền gốc cộng với tiền lãi trả mỗi tháng bằng nhau cho đến hết kỳ hạn. Hạn mức Vay tín chấp có thủ tục tương đối dễ dàng và nhanh chóng, đáp ứng các khoản vay gấp với hạn mức tùy chọn từ 10 triệu đến vài trăm triệu đồng. Việt Tinh banh cho vay tối đa là 300 triệu đồng, với thời hạn vay lên đến 60 tháng. 4. Thủ tục và điều kiện Điều kiện Nhìn chung, điều kiện vay tín chấp ngân hàng Việt Tinh banh khá đơn giản. Cụ thể, khách hàng có độ tuổi từ 21 đến 55 tuổi, với nữ, 21 đến 58 tuổi với nam. Đang đi làm và có thu nhập ổn định hàng tháng từ 3 triệu đồng một tháng trở lên. Đối với hình thức vay tín chấp qua lương, thu nhập 3 tháng lương gần nhất từ 4,5 triệu trở lên. Có hợp đồng lao động hoặc quyết định lương tối thiểu 12 tháng. Sinh sống và làm việc tại địa bàn có chi nhánh Việt Tin Banh hoạt động. Có nhu cầu vay vốn vào mục đích hợp pháp, nguồn trả nợ khả thi, không có nợ xấu ở bất cứ tổ chức nào. Đặc biệt, Vietinbank triển khai rất nhiều chương trình ưu đãi lãi suất vay tín chấp hấp dẫn dành cho cán bộ giáo viên, giảng viên, cán bộ ngành y tế hoặc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên kết hợp tác với Vietinbank. Thủ tục. Khi có nhu cầu vay vốn nhanh và đáp ứng đầy đủ điều kiện vay tín chấp Vietinbank, bạn cần hoàn thiện các thủ tục sau: Chứng minh thư, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của khách hàng vay và vợ, chồng của khách hàng vay nếu có. Hợp đồng lao động hoặc quyết định sử dụng lao động giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của cơ quan quản lý lao động theo mẫu của Vietinbank. Thỏa thuận liên kết giữa cơ quan quản lý lao động với Vietinbank nếu không trả lương qua Vietinbank. Chứng minh thu nhập qua sao kê hoặc xác nhận thu nhập. Các hồ sơ khác theo quy định của Vietinbank. Như vậy theo yêu cầu về thủ tục và điều kiện vay tín chấp Vietinbank, khách hàng không cần phải cung cấp hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn, không cần cung cấp tài sản đảm bảo cho khoản vay, qua đó có thể rút ngắn thời gian thủ tục hồ sơ, đẩy nhanh quá trình thẩm định cho khách hàng. 5. Quy trình cho vay tín chấp Việt Tin Banh Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ cần thiết và tìm đến chi nhánh ngân hàng Việt Tin Banh gần nhất. Bước 2. Khi tiếp nhận hồ sơ vay tín chấp của bạn, ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định dựa trên một số khía cạnh quan trọng như khả năng tài chính, lịch sử tín dụng và nơi cư trú. Bước 3. Sau khi tiếp nhận đầy đủ các hồ sơ đúng quy định, ngân hàng Việt Tin Banh sẽ tiến hành phân tích để đưa ra quyết định đồng ý cho vay hay không. Bước 4, nhân viên tư vấn sẽ nộp hồ sơ và báo cáo thẩm định cho cán bộ xét duyệt để kiểm tra, xem xét và tái thẩm định nếu cần thiết và trình lên các cấp cao có thẩm quyền phê duyệt. Bước 5, sau khi được phê duyệt cho vay, thì phòng kế toán có trách nhiệm giải ngân khoản vay tín chấp tới bạn. Bạn sẽ được mở một tài khoản ngân hàng và nhận được khoản tiền mà ngân hàng giải ngân cho bạn. Trên đây là thông tin chi tiết về bài viết thủ tục và điều kiện vay tín chấp Việt Tin Banh dành cho cán bộ nhân viên hy vọng đã mang tới những thông tin bổ ích cho các bạn tham khảo nếu còn băn khoăn chưa biết gói vay nào phù hợp với bạn cũng như để được tư vấn đăng ký các gói vay bạn có thể liên hệ ngay hôm nay mọi thắc mắc cần tư vấn vay tín chấp khách hàng vui lòng đăng ký thông tin trên website để được chuyên viên ngân hàng tư vấn hoặc liên hệ qua hotline trên website để được tư vấn viên hỗ trợ nhé nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc quý khách sớm vay được khoản vay mà mình mong muốn